cầu thủ kiện câu lạc bộ, cổ động viên tẩy chay đội nhà. Sau thủ môn Phạm Văn Tiến thắng kiện câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu, thu hồi 566 triệu đồng gồm tiền lương, phí lót tay. Lại có thêm 6 cầu thủ của câu lạc bộ này mời luật sư vào cuộc kiện câu lạc bộ vì vấn đề tiền nong. 6 cầu thủ trên gồm thủ môn Nguyễn Anh Tuấn cùng các đồng đội Huy Tín, Trung Thành, Văn Giang, Văn Ly, Kiều Ích Sổ. Họ đồng gửi đơn cho lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, Bà Rịa, Vũng Tàu, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh, VFF, Chủ tịch câu lạc bộ. Nhà tài trợ SCG thông báo về sự việc mà họ chính thức mời luật sư kiện câu lạc bộ, chủ quản Bà Rịa, Vũng Tàu. Chúng tôi sẽ kiện lên AFC, FIFA. Theo đó, các cầu thủ cho rằng câu lạc bộ Bà Rịa, Vũng Tàu còn nợ tiền họ, cụ thể là tiền phí lót tay. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 của mùa giải hạng nhất 2023 có thỏa thuận rõ trong hợp đồng. Thủ môn Anh Tuấn chia sẻ, tôi làm việc này là vì mùa giải đã trôi về gần cuối giai đoạn 2. Và một số cầu thủ vẫn chưa nhận được bất cứ khoản tiền nào từ câu lạc bộ. Tôi đã gửi đơn kiến nghị công ty thanh toán nhưng không thấy phản hồi. Cũng cần biết hồi tháng 6 năm 2023, thủ môn Phạm Văn Tiến đã từng thắng kiện câu lạc bộ chủ quản Bà Rịa, Vũng Tàu và thu hồi 566 triệu đồng gồm tiền lương bồi thường, phí lót tay. Nhắc đến trường hợp của đồng nghiệp trước đây đã thắng kiện câu lạc bộ chủ quản, thủ môn Anh Tuấn nêu câu hỏi. Tại sao đội bóng có nhà tài trợ lớn và gắn bó phía sau đội bóng là cả một công ty lớn, thế mà lại không trả những khoản tiền đã ký với chúng tôi? Dù số tiền này rất nhỏ so với những khoản tài trợ lớn hàng năm, thủ môn Anh Tuấn cũng cho biết, không bao lâu nữa là mùa giải 2023 khép lại, mà câu lạc bộ Bà Rịa, Vũng Tàu vẫn chưa thanh toán những số tiền còn nợ, tôi sẽ mời luật sư tiến hành khởi kiện, đồng thời sẽ gửi giấy tờ liên quan đến ban kỷ luật VFF, đến AFC và nếu cần thiết là FIFA để giải quyết sự việc. Thời gian qua, cuộc sống cầu thủ của tôi không đủ tiền trang trải và phải đi vay mượn khắp nơi để duy trì cuộc sống chờ vào những khoản mà câu lạc bộ lẽ ra đã phải thanh toán cho chúng tôi. Thủ môn Anh Tuấn, hội cổ động viên lên tiếng và đưa ra thông báo. Thủ môn Anh Tuấn cũng gửi lời đến người hâm mộ và hội cổ động viên câu lạc bộ Bà Rịa, Vũng Tàu. Chúng tôi cũng rất mong người hâm mộ câu lạc bộ Bà Rịa, Vũng Tàu lượng thứ cho quyết định trên của chúng tôi. Cá nhân tôi là trụ cột trong gia đình, thời gian qua. Cuộc sống cầu thủ của tôi không đủ tiền trang trải và phải đi vay mượn khắp nơi để duy trì cuộc sống chờ vào những khoản mà câu lạc bộ lẽ ra đã phải thanh toán cho chúng tôi. Vài ngày sau vụ ầm ĩ việc câu lạc bộ nợ tiền cầu thủ, hội cổ động viên câu lạc bộ Bà Rịa, Vũng Tàu đã quyết định không cổ vũ cho đội nhà với thông báo. Sau những sự việc đáng tiếc vừa qua của câu lạc bộ Bà Rịa, Vũng Tàu, cũng như một khoảng thời gian dài hội đã cố gắng kéo người hâm mộ đến sân nhưng từ những việc đáng tiếc liên tục diễn ra, người hâm mộ cũng đã dần rời xa ghế khán đài. Chúng tôi vẫn yêu thương câu lạc bộ, yêu thương cầu thủ, yêu thương ban huấn luyện cũng như anh chị em đang làm việc dưới sân nhưng chúng tôi hoàn toàn không đồng tình với cách làm việc của câu lạc bộ trong thời gian qua. Vì vậy, hội cổ động viên câu lạc bộ Bà Rịa, Vũng Tàu thông báo không cổ vũ các trận sân nhà còn lại mùa bóng 2023. Khi nào câu lạc bộ có sự chuyển mình thay đổi, chúng tôi tiếp tục ra sân cổ vũ một cách nhiệt thành nhất dù nắng hay mưa. Trận đấu gần nhất ở vòng 12 giải hạng nhất ngày 22/7, đội khách Bà Rịa, Vũng Tàu đã thua đội Phú Thọ 1-3 và hiện thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Minh Phương đang xếp hạng mùng 9 tháng 10 giải hạng nhất quốc gia. Một thành tích đáng thất vọng so với mùa giải 2022 toàn đội luôn có trong nhóm, thăng hạng và về đích ở vị trí thứ tư chung cuộc, chỉ kém đội vô địch Công an Hà Nội, khi ấy còn mang tên Công an Nhân dân, 5 điểm.